Xin chào các bạn đang theo dõi video. Tại thì các bạn cũng đang rất thắc mắc là các bạn đang là không biết lựa chọn những chiếc camera lắp ở cho gia đình ở trong nhà thì lựa chọn như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai mẫu camera lắp trong nhà của EZ với giá khoảng cỡ 400.000. Các bạn đã có một chiếc camera EZ lắp trong nhà vào chống trộm là một cái giá quá giật mình. Khoảng 400.000 các bạn đã có một chiếc camera. Đây là hai mẫu camera mình giới thiệu cho các bạn. Đó là chiếc camera H1C và chiếc camera C6N. Và hiện tại đây là hai mẫu camera đang được bán chạy ở thị trường Việt Nam. Với giá khoảng 400.000 các bạn đã có một chiếc camera chống trộm. Và hiện tại đây là hai mẫu camera. Thì mình sẽ đi sâu về các tính năng để cho các bạn biết là với chiếc hai chiếc camera 400.000 này thì các bạn có những tính năng như thế nào. Và bây giờ mình sẽ đi chiếc camera H1C. Đây là chiếc camera EZ và đây là chiếc camera EZ độ phân giải 1080 và chiếc camera mã nó là H1C và chức năng đàm thoại hai chiều này và kết nối wifi băng tần 2.4G và phát hiện dạng con người và các tính năng của chiếc camera này. Thì hiện tại thì các tính năng của chiếc camera này thì là chiếc camera nhỏ gọn và góc ống kính nó 2.8 giúp cho các bạn quan sát nó sẽ rộng rộng hơn. Và đây là các tính năng theo dõi khi có chuyển động này, chuyển động con người này, phát động theo chuyển động phát hiện dạng con người và tầm nhìn hồng ngoại ban đêm là khoảng 10 mét và chức năng đàm thoại hai chiều và xem trên điện thoại kết nối wifi băng tần 2.4G và phần cài đặt của chiếc camera và hỗ trợ lưu thẻ nhớ đến hỗ trợ thẻ nhớ đến 256GB các bạn nhé. Đây là chiếc camera H1C, ống kính quan sát rộng này, nhỏ gọn này và lắp đặt cài đặt đơn giản. Và ở chiếc camera H1C này thì chiếc camera ở đế này có phần lâm châm. Nếu các bạn không muốn lắp đặt khoan đục thì các bạn có thể là dính cái chiếc camera này thẳng lên bề mặt sắt thì là chiếc camera này đã dính được vào cái mặt sắt đó mà chúng ta có thể không cần lắp đặt nữa. Chúng ta như thế này. Nếu ở những khu vực không có sắt thì các bạn có thể là dán cái tấm dán 3D vào miếng sắt vào đây và chúng ta sẽ dính chiếc camera lên khu vực tường và chúng ta cắm điện và kết nối wifi để chúng ta xem trên điện thoại được. Đấy, đằng sau đây là chiếc camera EZ H1C giới thiệu các tính năng. Đây. Và khi có chuyển động thì chiếc camera nó sẽ báo dạng tin nhắn về điện thoại cho các bạn. Và chiếc camera này có nhiều cái tính năng là thứ nhất là quan sát con cái hay là người già hay là theo dõi hoạt động ở nhà hay cửa hàng văn phòng công ty, chỉ cần là có mạng và các bạn đã xem được chiếc camera EZ này từ xa. Chiếc camera EZ này giá khoảng 370.000, các bạn đã có một chiếc camera an ninh chống trộm. Đấy là chiếc camera H1C. Chiếc camera này mình tóm tắt lại là chiếc camera nhỏ gọn này, cắm điện kết nối wifi này. Và chiếc camera này là cố định nhé, góc quan sát là góc quan sát rộng. Và cũng vẫn có chức năng kết nối wifi, đàm thoại hai chiều, cắm điện kết nối wifi nhé. Đấy. Còn chiếc camera này không có cổng LAN, lưu ý cho mình. Còn đây mình sẽ đi tới chiếc camera C6N 1080 với giá 398.000. Bạn đã có một chiếc camera an ninh chống trộm. Với chiếc camera này thì bạn cũng thể lắp đặt là để bàn trên kệ và trên các nóc tủ lạnh, giá sách, kệ sách, hoặc lắp trên trần, trên tường. Và lưu ý các bạn lắp ở trên trên tường thì bạn sẽ phải mua cái hộp hình R để có chức năng hộp kỹ thuật, nó là chức năng tối ưu góc quay cho chiếc camera và chức năng giấu dây khi các bạn sử dụng hộp kỹ thuật để giấu dây. Và đây là chiếc camera C6N 1080 và đây giờ mình sẽ đi giới thiệu các thiết kế của chiếc camera C6N có gì khác biệt với cả chiếc camera H1C. Chiếc camera C6N này thì nó có chức năng quay quét trái phải lên xuống là sẽ thông minh hơn. Và chiếc camera này có chức năng là
theo dõi thông minh. Và khi các bạn bật chế độ theo dõi thông minh thì chiếc camera nó sẽ bám đuổi cho các bạn. Theo khi có chuyển động nó sẽ bám đuổi theo. Còn đằng sau chiếc camera này thì cũng có phần loa và có rắc cắm cổng hắt mạng. Và chiếc camera C6N này thì góc quay của nó là góc quan sát của nó là ống kính 4, quan sát sẽ xa hơn nhưng không được rộng so với cả chiếc camera H1C. Và chiếc camera C6N này thì có cổng lan, còn chiếc camera H1C không có cổng lan. Và chiếc camera C6N này thì có hỗ trợ cũng thẻ nhớ 256GB. Phần loa chiếc camera C6N cầm thoại 2 chiều, quay quét trái phải lên xuống. Và chiếc camera này các vị trí lắp đặt thì cũng chỉ lắp trong nhà, cắm điện kết nối wifi. Và đây là khu vực lắp chân đế của chiếc camera. Và phần tem sản phẩm. Đấy. Và chiếc camera này lắp ở trên chân, trên tường thì nó sẽ quay lắp ngược như này hoặc để như này. Nhưng lưu ý là nếu các bạn lắp ở trên tường thì thường thường là chiếc camera nó sẽ quay ngược này và nó sẽ tối ưu được góc quay trái và phải, nên các bạn sẽ phải mua tạo hình error. Nếu ở những khu vực không giấu dây được thì các bạn mua hộp kỹ thuật hình error để chức năng tối ưu góc quay trái quay phải lên xuống. Và đây là hai chiếc camera mình đã giới thiệu cho các bạn lắp trong nhà với giá khoảng 400.000, các bạn đã có một chiếc camera. Và có một ưu đãi hơn cho các bạn khi mua sản phẩm ở tại shop bên mình là Hacom 131 Lê Thành Nghị, thì các bạn sẽ được ưu đãi là mua thẻ nhớ cùng camera sẽ được giảm 10% và miễn phí giao hàng toàn quốc. Nên các bạn hãy liên hệ ngay, comment ngay và nhắn tin Zalo hay là comment ngay ở dưới video này. Và các bạn nhắn tin Zalo, gọi điện thoại để bên dưới để mình sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho các bạn về hai cái sản phẩm camera lắp trong nhà khoảng 400.000 này cho các bạn. Và quý bạn cần tư vấn, cần lắp đặt hãy comment ngay giúp mình nhé. Gọi điện thoại hoặc nhắn tin Zalo, mình để số điện thoại bên dưới. Và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video, và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra video mới thì bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo.